Thời tiết chuyển lạnh làm gia tăng các trường hợp mắc bệnh hô hấp mãn tính như hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính. Khoa nội hô hấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đang quản lý điều trị cho khoảng 700 bệnh nhân có các bệnh lý về hô hấp, trong đó người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chiếm khoảng 50%. Với 50 giường bệnh được giao, khoa thường xuyên trong tình trạng kín giường bệnh, đặc biệt là trong các thời điểm chuyển mùa hoặc bước vào mùa lạnh. Để phòng tránh tái phát bệnh hô hấp mãn tính, trời chuyển lạnh, người bệnh cần giữ ấm cơ thể, súc miệng, họng để giảm nguy cơ nhiễm bệnh do virus, vi khuẩn, nên tiêm phòng cúm và tuân thủ việc dùng thuốc dự phòng, bổ sung đủ chất dinh dưỡng và thường xuyên tập thở, phục hồi chức năng hô hấp.